Lê Hoàng The Man tiết lộ hình ảnh đáng yêu của con thứ hai. Vợ nam ca sĩ đã bí mật sinh em bé tại Mỹ vào dịp Tết, khiến khán giả bất ngờ. Trên trang cá nhân, Lê Hoàng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng anh bên hai thiên thần với dòng chú thích đầy đủ ok xong rồi nhé. Việt Huê, vợ nam ca sĩ cũng hấm hỉnh nói rằng cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao. Dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, công chúng ngạc nhiên khi Lê Hoàng khoe bà xã đã sinh em bé thứ hai tại Mỹ, nhưng không cho biết thông tin cụ thể về thành viên mới. Trước đó, anh giấu kín vợ chuyện mang thai. Bạn bè của vợ chồng Lê Hoàng cho biết nhóc tỳ thứ hai là một bé trai. Bé Chip, con trai đầu lòng của nam ca sĩ, rất thích thú khi có thêm em. Con thứ hai của Lê Hoàng có gương mặt rất khấu khỉnh, làn da trắng. Cậu nhóc mới được hơn 10 ngày tuổi. Việt Huê, bà xã Lê Hoàng thi thoảng khoe ảnh em bé trên Facebook với niềm tự hào. Cô còn than thở rằng, lúc mới một đứa thì mình đã não cá vàng rồi, bây giờ hai đứa tăng gấp bội, làm trước quên sau. Lơ ngơ như con bò đeo nơ, suốt ngày bị chồng chửi không thông minh như xưa nữa, có mẹ mỉm sữa nào giống như mình không nhỉ? Thời gian này, Lê Hoàng bận rộn vừa trông con trai đầu lòng, vừa chăm sóc vợ và em bé mới chào đời. Mặc dù đã có với nhau hai con, như vợ chồng Lê Hoàng, Việt Huê vẫn chưa tổ chức đám cưới. Năm ngoái, thành viên The Man từng cầu hôn bà xã tại Australia và dự định kết hôn vào năm nay.